Hello, xin chào tất cả các em. Trong video này sẽ sửa chép thơ số 109 dành cho sinh lớp 12. Thầy sẽ đổi nha. Câu số 1 ta chưa các em giải phương trình này, thì em sẽ đổi cho phần cơ bản thôi. Cái này là x bằng 2 mũ trừ 3. X bằng 2 mũ trừ 3 là bằng 1/8 đúng không? Câu C. Câu 2 tập xét nữa là x trừ 3 lớn hơn 0. Là x lớn 3 là câu D. Câu số 3 này là không nguyên cho nên x trừ 1 lớn 0, x lớn 1. Câu số 4 đạo hàm cái này là 13 x đạo là ra 13 chia 13 x là ra 1 phần x nha. Câu số 5 đạo hàm của hàm này là căn 3 nhân x bình trừ x cộng 2 nữa căn 3 trừ 1 nhân cho 2 x trừ 1. Nhà câu gì ta? Câu A. Câu A các em. Câu số 6. Ok. Câu cao. Bây giờ mình sẽ thấy cái này tính cho F0 bằng 0 không? Cái này mình sao đi mình phải khảo sát cái hàm ruột cái này, thầy sẽ xét cái ruột. Là bằng F của x mũ 3 trừ cho x đó. Bài này mấy em phải khảo sát hàm bình thường nha. Bằng 0. Sau đó các em sẽ lấy đạo hàm là nó sẽ ra được 3x bình phương nhân f phẩy của x mũ 3 trừ cho 1 bằng 0. Sau đó mấy em đặt t bằng x mũ 3 nha. Đặt t bằng x mũ 3. Đặt t bằng x mũ 3. Thì cái này em sẽ ra x bằng căn mặt 3 của t. Các em sẽ vẽ được cái đồ thị là f phẩy t bằng 1/3 căn mặt 3 của t bình. Cái đồ thị này nó sẽ như thế này nè mấy em. 1/3 căn 3 của t bình là mấy em phải nhớ nha. Cái đồ thị này là cái đồ thị mà nó sẽ như là ta giới hạn là bằng 0 rồi. Nhưng mà không biết là đồ thị này tăng hay giảm. Bây giờ mình sẽ chạy hai bộ thử. Chạy hai bộ thử nè. Coi nó tăng hay nó giảm nha. Đây mình chạy hai bộ. Cái này là ra 1/3 nhân căn 3 của t bình. Hiển nhiên là em cho nó là vô hạn thì nó bằng 0 đúng không? Cái này em sẽ cho từ trừ 5 tới 0 nữa. 5 chia 29. Mới đầu nó là 0 sao nó tăng lên. Ok. Nó tăng lên hoài, nó là tăng lên vô hạn luôn. Giờ cái này cái đồ thị nó lên đi nè. Hai nhánh mấy em, một nhánh bên đây, một nhánh bên này. Đợi hả? Như vậy là nó sẽ có hai nghiệm. Hai nghiệm mấy em. Bài này mấy em có rảnh mấy em khảo sát cái đồ thị này lại nha. Khảo sát cái đồ thị này nè, thầy không mất thời gian nhiều để khảo sát cho mấy em coi. Nhưng mà đại loại nó như thế này nè. Đó, thầy sẽ vẽ thử trên đồ thị cho em coi. Nhưng mà lúc thầy giải thầy không mới vẽ bằng máy tính nha. Bài này lúc thầy vẽ thầy đạo hàm thì khảo sát nó đàng hoàng. Và bài này em phải bây giờ thầy dành thời gian em đầu tư em khảo sát nhà mình cái 3 căn mặt 3 của t bình đúng không? Căn bậc đâu ra đó đúng rồi như thầy nói nó sẽ như thế này nè cho nên nó sẽ cắt lại hai nghiệm một nghiệm lớn không nghiệm nhỏ không thầy cho cái này trừ 5 đi còn cái này là 0.2 đi nó sẽ ra hai nghiệm t bằng trừ 5 tức là x mũ 3 bằng trừ 5 với x mũ 3 bằng 0.2 thì các em lấy căn mặt 3 hai cái này cũng nghiệm dương thôi à căn 3 của trừ 5 thì nó tầm trừ 1 trừ 1 cái mấy á không quan trọng mấy biết nghiệm dương nghiệm âm mà trừ 1.7 thì cho 1.5 luôn đi chứ không nghiệm một cái là thầy ra 1.1 đi
Rồi bây giờ em sẽ vẽ 70 nhân. Một cái là trừ 1,5, một cái là 1. Lấy số tượng trưng thôi các em dễ hiểu. Rồi, ok, ngay đây hai số 0 phải không? Cái này xét dấu là đây là dương nè. Ok, đây là âm, đây là dương. Dương âm dương trừ vô hạn cộng vô hạn. Rồi các em thấy là đi lên nè. Xong đi xuống, xong đi lên đúng không? Mà nó cho cái F0 này là bằng 0 nè, ngay đây nè. Bằng 0 tức là em căng ngang đây. Đó, em úp nó ngược lên. Rồi nó sẽ ra được 5 điểm cho chị. 1 2 3 4 5. 5 điểm nha, là câu A. Câu 6 là A. Ok, bài này giải dễ dễ thôi, em làm từ từ sẽ quen thôi. Bài này là hình như là câu nâng cao trong đề thi của 2021 vậy. Câu số 7, tìm M để hàm này nghịch biến trên khoảng 1, 2. Đây, câu này là giống như câu hôm qua phải không? Mình sẽ xét cái ruột trước. Xét cái ruột là bằng mx mũ 3 trừ mx bình cộng 16x trừ 32. Em lấy đạo hàm nha. 3mx trừ 2mx cộng 16 bằng 0. Xong cái em cô lập m. M sẽ bằng x bình trừ 2x bằng trừ 16. Thì các em phải hiểu nè, x đang nằm 1, 2 thì chắc chắn thằng này sẽ lớn hơn 0. Em không cần phải sợ, em cứ chuyển qua là 16 chia 3x bình trừ 2x. Xong em khảo sát cái hàm này đi từ 1 tới 2 giống như hôm qua dạy đúng không? 16 chia 3x bình, đây là phương pháp giải của thầy thôi, các em phải xem và suy nghĩ. Từ 1 tới 2 cộng này chạy thay bộ nhất trừ 16 trừ 16 chia 3x bình trừ 2x t từ 1 tới 2. Cái này là 1 chia 29, coi nó đi từ đâu tới đâu. Mới đầu nó là trừ 16 xong nó tăng lên trừ 2 à. Từ trừ 16 tăng lên trừ 2. Rồi các em phải hiểu như nè, mình sẽ có hai trường hợp. Nó cắt ngay đây là không có tính rồi nha. Tại vì em phải cần cái này nó không có nghiệm. Trường hợp 1 á, là M sẽ lớn hơn bằng trừ 2, tức là EG đang đồng biến. Đang đồng biến. Ok, EG đang đồng biến mà em đang cần nghịch biến, thì em muốn đóng tuyệt đối vô mà để tự đồng sang nghịch là nguyên cái này nó phải như vậy nè. Thì em đóng tuyệt đối là nó mới bật ngược lên. Thì cái này là G G1, còn này là G2 đúng không? Thì các em cần cái G2 nè. Cần cái G2 phải nhỏ hơn bằng 0 thì em đóng tuyệt đối vô cái này mới bật ngược lên. Ok. Rồi G2 là thế 2 vô EG. Vậy cái này là 8M trừ 4M nhỏ hơn bằng 0, tức là M phải nhỏ hơn bằng 0. M lớn hơn bằng trừ 2, nhỏ hơn bằng 0, tức là M đi từ trừ 2 tới 0. Vậy là mấy số? 3 số. 3 số nguyên rồi đó. Lấy trường hợp 2 nha. Ok. Trường hợp 2 là nó nằm ở dưới trừ 16. Câu này hay nha. M nhỏ hơn bằng trừ 16, tức là EG đang nghịch biến. EG đang nghịch biến các bạn. Thì em sẽ vẽ lại đồ thị. Nó đang nghịch biến rồi. Rồi để giữ nguyên cái này nghịch biến thì các em cần EG2 này lớn hơn bằng 0 nó mới giữ nguyên được trạng thái mấy em. Nếu nó đi xuống đây là nó bị bật lên rồi. Không được. Thì là em sẽ ra cần G2 phải lớn hơn bằng 0. Giải cái này ra là G nó sẽ M sẽ lớn hơn bằng 0. M vừa lớn hơn bằng 0 mà vừa nhỏ hơn bằng trừ 6 là nó bị mâu thuẫn, tức là không có M. Không tồn tại M. Tức là em giao lại nó sẽ bị ra gỏng. Lớn hơn bằng 0 lấy nè, nhỏ hơn bỏ nè. Nhỏ hơn bằng trừ 16 lấy, lớn hơn bỏ. Nó đâu có tồn tại nữa. Cho nên cả hai trường hợp này chỉ có 3 số thôi. U, U, D. Ok.
Câu số 8, thể tích khối trụ diện tích xung quanh là 6 pi là 2 pi gh bằng 3, mà h bằng 3 rồi cho nên sin ga g1. G1 các em sẽ tính thể tích là pi g bình h là bằng pi nhân 1 nhân 6 pi nhân 6 là 6 pi. Câu C. Câu 9, cắt một phẳng 30 bởi thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh quyền bằng 2 căn 6. Em dễ hơn không? Tam giác vuông cân đúng không? Cái này đường sin, cái này chiều cao, cái này bán kính. AG bằng 2 căn 6 thì em có thể suy ra được cái đường cao này nè bằng AG luôn. Do tam giác này vuông cân. Như là bằng 2 căn 6 luôn rồi. Cái thể tích là 1 phần 3 pi g bình h. 1 phần 3 pi nhân 2 căn 6 tất cả bình nhân 2 căn 6. Đây là bao nhiêu ta? 2 bình là 4. 4 nhân cho a à, lộn cạnh quyền là 2 căn 6, vậy là bán kính nó là 2 căn 6 thôi. Thì cái này là hai này bằng căn 6 à. Thì như thế kỳ kỳ. Vậy là cái này căn 6 bình phương nhân cho căn 6 à. Căn 6 bình phương là cả 6 chia 3 là 2, vậy là 2 căn 6 pi. 2 căn 6 pi là không a. Con số 10 cũng tương tự ha. Con số 10 tỷ lệ thể tích ha. Hết a b c. Cái này là b phẩy không? B phẩy là chuyên điểm AB. C phẩy là chuyên điểm AC. Rồi nó kêu tới tính thể tích S. V của S B C. C phẩy B phẩy nó sẽ bằng thằng V nguyên V lớn trừ cho V của S A B phẩy C phẩy. Nhờ cái này V trừ thằng này là 1 phần 4 thằng V lớn em. Em vẽ tỷ lệ toilet nha. Tỷ lệ đồng dạng á. Đây là B phẩy, đây là C phẩy đúng không? Em sẽ có diện tích của A B phẩy C phẩy nó phải bằng 1 phần 4 diện tích của A B C đúng không? Thì tỷ lệ toilet này cái này 1 phần 2 1 phần 2. Vậy cái này là V trừ 1 phần 4 V 3 phần 4 V đúng không? Vậy đáp án là câu D. Ok. Rồi, xong chapter này hy vọng xong tốt. Bye.